Chào các bạn đến với kênh Bún Mì Lóc nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Bún Mì Lóc. Ở đây giờ mình quay phía trước, mình không bây giờ mới phát hiện được cái hồ rắn này nó còn dữ dằn hơn cái hồ trước này. Hồ trước có mấy con à, hồ này mới nhiều nè. Đây quá trời luôn các bạn, khó nó chầm chầm rồi các bạn, rắn kìa. Mình đã trồng cái cây dính giữa cho nó lên, nó bò lên các bạn. Trời, dưới nó có con nữa các bạn, dưới nước kìa. Bây giờ cái hồ này nó rắn không bự, nhưng mà đây rắn nhiều, nhỏ thôi mà nhiều các bạn. Cái này là dữ rồi nè các bạn ơi. Người ta đây người ta nuôi rắn để người ta làm thuốc rồi các bạn. Đây là rắn hổ lãi, hổ ráo, mà đây các bạn. Rồi quay dưới đất cũng có nữa kìa các bạn. Đó, mình quay cái bản mình thấy là mình thấy nó rồi các bạn. Rồi đây mấy cái này chắc mấy chục con luôn các bạn ơi, chứ không phải một con đâu các bạn, quá trời luôn các bạn. Đó dưới đất rồi, con nó bị mấy con này kia cắn chết hay sao các bạn ơi, nằm ra rạc ngửa luôn rồi. Đây là một chỗ này thôi, là một nồi đó các bạn. Đây như vậy mình cận chút cho các bạn theo xem nhé, cận cảnh chút nhé. Nó nằm khuất bên trong rồi, chùm luôn, có một cục luôn các bạn thấy không? Các bạn thấy rõ không? Cái đầu con rắn ló ra đó, tới trước chút là một chùm rắn luôn các bạn, chứ phải một con nữa các bạn ơi. Đó cho trong đó các bạn, rắn hổ sáo, rắn hổ lãi, nó có hai tên nữa các bạn. Đúng mà trại rắn hôm nay mình đi trên kia mình tưởng là nó một số đó thôi, hôm nay mới ra khúc sau này mới thấy nhiều dữ vậy các bạn. Đây cái bên này nữa các bạn, đây cũng là rắn luôn các bạn. Người ta nuôi rắn trong đó nhưng mà người ta để cách ly khoảng tầm cho nó không bay ra được, không nhảy khúc nó được các bạn. Rắn màu xanh thì các bạn ơi, thấy nó màu xanh xanh thì các bạn. Này, hiện ra nó lăng quang rồi các bạn. À, phải một mình tham quan đó các bạn. Hay dưới nước cũng mấy con khu này không có ngoài. Đây, chặt lên cây nữa kìa. Còn thấy không? Đó, nó kìa. Giờ nó bên đảm, chúng mình quay bên cửa hàng mấy bé là thấy đây con rắn nữa nè, nó màu xanh các bạn. Rắn lục nè, nó của nó đây các bạn, ngay giữa màn hình này các bạn. Bên đây các bạn, nè đó, không mình nhìn sơ mình không thấy rõ, mình có kỹ đây thấy nè. Đây các bạn. Nó phóng chết nữa thì nó đòn nó phóng tàn cây tàn cây khác nữa.
Đó là túi đỏ kìa mọi người ơi. Đâu? Túi đỏ kìa. Cái đâu chị? Nè, túi đỏ nè. Đi bữa chát luôn. Nè chị, chị nhảy xuống đi. Đi vô bỏ bàn rắn rồi. Chứ có xỉu. Dân kính nói cho chị. Ờ, vô bỏ bàn rắn mọi người ơi. Chị sợ quá. Cái lừa rắn. Cái lừa rắn. Nhiều lời quá chưa gặp lại thế. Em đi. Rắn chiều ngày mấy nãy giờ mình coi là có mấy con rắn xanh xanh đó là rắn cục dồ đó các bạn à, đúng rồi cái đầu nó chà chà bá luôn rồi cái mình nhỏ cái đầu bự đây nó nè này sẽ lọt nước luôn rồi ngóc cái đầu kìa các bạn mình bây giờ mình đi theo chân đó các bạn rồi nó bò lên nữa rồi hồi đó là một chùm rắn luôn kìa các bạn chùm rắn luôn chứ không phải là một con rắn một chùm quấn một mồi luôn nãy thấy mấy chùm rắn rồi đó các bạn ơi. Đây nó lại rồi thấy mình đi lại nó chưa thục đầu vô kìa chạy vô kìa hết chạy vô đó một mồi rắn nữa luôn nó chui vô hang rồi bà ơi không thích thấy đâu rồi còn đây một chồng nữa nè ổn quá, quá trời nó bò các bạn. Đây có đang bò dưới nước các bạn. Lộ nước. Còn gì nó cắn nhau quá. Rồi có cái con lặn ở nước luôn kìa là rồi nói tưởng chết không chứ rồi bắt đầu lên cho nó còn lên kìa các bạn ai dâu hình nhỏ nó bò lên cây kìa bò dưới đất các bạn lúc cây bò lên kìa các bạn
Tưởng nó dưới đây dưới gốc cây luôn chứ. Rồi nó hết kìa. Dưới nước thì nữa này các bạn. Rồi xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã thăm kênh Nguyễn Vlog. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Nguyễn Vlog nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Đây là rắn gì đó ta? Cái hụt xanh nữa quá. Để đây đi cái vòng vòng cái bảng này. Rắn hụt mỏ đỏ, mỏ dọ. Gì tên là quắc vậy? Đây rắn giống rắn hụt xanh mà không? Cái màu nó xanh xanh mà không phải rắn hụt xanh các bạn ơi. Đây nó cái ống xanh xanh đó các bạn. Với cái chân cây á, là nhìn sơ mà không thấy kỹ, không thấy được đâu. Rắn hổ mèo. Đây các bạn không thấy con rắn nào. Kìa, thấy rồi. Một con ở đây. Cây cây nào. À một con dưới đất nữa đây nè các bạn. Đây. Nó nằm kín quá mình không thấy rõ được, không thấy được mà ơi. Cái đầu nó kìa. Rắn độc, bên giả là rắn ráo, bên đây là rắn độc này. Nguy hiểm, xin đừng cách xa 2 mét. Xin đứng cách xa 2 mét, đừng cách xa 2 mét. Độc hổng rồi. Đây có mấy đèn còn nữa nè. Đi đèn còn nữa. Cũng nhiều chứ, tại mình nãy có sơ qua rồi không thấy các bạn ơi. Các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Nguyễn Vlog.